Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 16 tháng 6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Trước thông tin Vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội sẽ triển khai, thị trường nhà đất gần tuyến đường này bắt đầu sôi động. Để bắt sóng thành công, nhà đầu tư cần nắm rõ dư địa tăng giá và tiến độ dự án hoàn thành. Trên thực tế, đã có không ít nhà đầu tư sẵn sàng ôm đất với kỳ vọng sẽ tăng giá trong thời gian tới. Điều này đã khiến giá đất tại một số địa phương tại đây rục rịch nhảy lên cao. Đơn cử như giá đất tại dự án Tân Tây Đô Phoenix Đan Phượng đang được giao bán từ 65 tới 75 triệu đồng mỗi mét vuông. Đất tại ngõ ô tô vào và mặt đường chính cũng từ 65 tới 80 triệu đồng mỗi mét vuông. Một số môi giới cho rằng mức giá này đã cao hơn hồi năm 2020-2021 từ 5 tới 7 triệu đồng mỗi mét vuông. Nguyên nhân là do nhiều người có nhu cầu tìm mua đất đón sóng quy hoạch Vành đai 4 và quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD đã tổ chức đấu giá dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thành, mức giá trúng thầu ở dự án này từ 45 tới 60 triệu đồng mỗi mét vuông. Ngay khi chúng đấu giá, một số lô đất này đều giao bán chênh từ 2 tới 3 triệu đồng mỗi mét vuông. Nếu so với các dự án bên cạnh có giá từ 30 tới 45 triệu đồng mỗi mét vuông thì mức giá này đều cao hơn khá nhiều. Hay như một đại dự án mới được ra mắt tại Hưng Yên cuối tháng 4 vừa qua cũng được thổi giá lên tới 120 tới 140 triệu đồng một mét vuông. Theo các chuyên gia, giá trị bất động sản tăng theo hạ tầng giao thông là một quy luật tất yếu. Việc đầu tư các tuyến đường mới khiến bất động sản khu vực đó ngay lập tức tăng giá mạnh đã không còn xa lạ. Trước đó, các tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3 Hà Nội sau khi được mở rộng cũng khiến giá bất động sản tăng nhiều lần. Tuy nhiên, mức giá này có tiếp tục tăng hay chỉ được thổi giai đoạn đầu rồi giảm dần về với giá trị ban đầu thì còn tùy thuộc vào dư địa và tiến độ triển khai hạ tầng.